Chào các bác làm cây. Hôm nay bên em Trường Thảo mới về truyền dịch. Đây là truyền dịch GG. Và với cái gói truyền dịch này em sẽ chi tiết để các bác làm cây nhà mình nắm bắt được. Truyền dịch nó là một cái dung dịch để các bác nhà mình tiếp sức cho cây. Và đây là cái gói truyền dịch giá rất chi là thấp, cũng được nhiều bác hỏi. Sau đó em sẽ báo giá để các bác nhà mình nắm bắt rồi nhé. Truyền dịch 1 lít của dòng GG. Đấy, em sẽ mở hết những cái mấy thùng đấy ra. Đây là một cái đơn hàng em đang chuẩn bị gửi tới công trình làm cây của các bác. Cái này thì rất nhiều bác mua số lượng lớn. Đối với các bác mà mua số lượng là một thùng, làm cái thùng này thì nó nhiều gói nhá. Thùng này nó là 24 gói thôi. Thì các bác cứ mua từ 10 gói là giá được giá xỉ, rất chi là rẻ ở cái truyền dịch này. Một thùng là 24 gói nhá các bác nhá. Đây. Đây là một cái lô truyền dịch mà bên đơn vị em Thảo mới về. Em cầm một gói ở đây. Mỗi một gói thì sẽ đi theo một dây chuyền. Một cái gói truyền dịch như thế này thì thể tích của nó sẽ là 1 lít. Mỗi một gói thì sẽ đi theo một cái dây. Cái dây này thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách luồn nhé, để các bác mình khi mua về mua một thùng các bác biết cách sử dụng ngay. Đấy. Đây, các bác đeo vào, sẽ đeo vào hai cái bên này, bên kia một cái nữa. Cái này nhá. Đấy, các bác đeo như thế này này là được. Còn nếu như các bác mà muốn cẩn thận hơn thì các bác buộc hai cái dây này líu vào nhau. Nếu như các bác muốn cẩn thận chặt hơn thì các bác hãy buộc líu vào như thế này. Buộc chặt luôn. Đấy, đúng không? Như này bác treo lên nhá. Và cái gói truyền dịch này đây là một cái đầu dây của nó nhá các bác, nó sẽ có một cái đầu như thế này. Đấy, các bác về cái truyền dịch này của nhà em vẫn còn nguyên tem mác như thế này nha các bác nhé. Các bác tháo cái lắp này ra và lắp cái này vào. Đây là cái dây chuyền này các bác, với cái dây các bác cắm trực tiếp vào cây. Thì các bác có thể lấy mũi khoan, các bác khoan cái mũi này tầm độ 3 phân này. Các bác cắm vào và sẽ chỉnh cái lớp nhỏ nhất để cho cái gói truyền dịch của nó chảy từ từ vào cây. Đấy, đây là một gói truyền dịch nhá. Và một gói này là bên đơn vị em đang gửi cho các bác gói 1 lít của hãng GG. Đây các bác này, GG đó là hàng Đài Loan. Thì trong cái gói truyền dịch này nó sẽ chứa những cái chất để trong cây, đó là giúp cho cây mà vàng lá. Đây các bác thấy đằng sau này hoàn toàn đều là cây công trình, cây cảnh nhá. Đấy các bác, nó là cái cây cái giúp cho cây của bác nó phát triển bộ rễ rất chi là mạnh. Cây mà vàng lá, úa lá, héo, cây mới đánh về. Tất cả cây, kể cả cây ăn quả nhé. Rất nhiều bác sử dụng truyền vào cây ăn quả, ví dụ như cây bưởi chẳng hạn đấy. Cây bưởi, còn ví dụ như cây chay thì nó vừa là cây cảnh, vừa là cây để chơi. Thì cây to các sử dụng mấy gói, còn cây nhỏ thì các bác sử dụng một gói này thôi. Và giá của mỗi một gói truyền dịch này thì 1 lít bên đơn vị em đang gửi từ các bác là 150.000 trên một gói đấy. Và chưa có phí ship nhé. Khi các bác mua từ 3 gói trở lên thì bên đơn vị em Thảo sẽ miễn phí ship tới tận tay các bác. Cái này thì các bác ở đâu cũng có thể mua được. Khi quan tâm tới cái dụng cụ đồ chăm cây của bên đơn vị em Thảo, các bác chỉ cần alo trực tiếp tới đầu số điện thoại em để đây. Và số điện thoại nhà em thì đều có Zalo để các bác nhà mình được tham khảo vào Zalo để em gửi ảnh nhé. Và quan tâm tới sản phẩm các bác đừng quên nhấn like, chuông. Và nhất là đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình đây, để đón xem và cũng như là lựa chọn những cái dụng cụ tốt nhất của bên em. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.